Rồi, đây thì giờ mình sẽ soạn tiếp 30 con máy gen full dạy chấm tay bơi. Thì hàng này thì hiện tại mình đang bán với giá là combo 10 cặp là 350, còn cái hàng mà gen full vảy full tay luôn là combo 10 cặp sẽ là 450 nha các bạn. Thì anh khách này anh ở Túc ngoài Quảng Ninh đó, thì giờ mình sẽ gửi cho ảnh là 30 cặp gen full vảy chấm tay bơi đó. Thì hàng này nói chung là mình đã lựa sẵn hết rồi, bây giờ chỉ ra là mình sẽ vớt 30 con máy rồi mình sẽ giao cho ảnh thôi đó. Tại vì hàng này nói chung là chấm tay với lại là full tay mình đã tuyển đã lựa riêng hết rồi chứ không có để chung, cho nên là các bạn mua cá mình đóng mình rất là nhanh đó, tranh thủ để gửi đi cho các bạn ha. Rồi đây là trống nè, đây trống thì mỗi bịch mình đóng 6 con tại cái thùng này để được 10 bịch lận đó, thì 6 con mỗi 5 con ở đây là 30 trống, bây giờ mình sẽ đóng 5 con 5 bịch nữa, mỗi bịch 6 con máy nữa, tổng cộng đủ 30 cặp. Rồi giờ mình sẽ đóng rồi mình quay tiếp cho bạn xem nha. Đây là hàng gen full vảy chấm tay bơi. Combo 10 cặp 350 là 20 cặp 550. Thì các bạn mua 30 cặp thì mình sẽ tính theo mức giá thấp nhất cho các bạn luôn. Đó là theo cái mức giá của 20 cặp 300 550 nha. Rồi đây là hình như là 30 cặp này là tổng cộng là 820.000. Rồi xong giờ mình sẽ soạn tiếp. Rồi xong đóng thùng hết rồi, thì cái lớp dưới hồi nãy thì 5 bịch trống thì các bạn đã thấy rồi đó, là ở đây nè mấy con máy nè đó, các bạn thấy không, full gold mà mình đóng vô trong túi rồi thì cái màu của nó sẽ không còn lúc nãy trong nền đen nữa, các bạn thấy rõ ràng không đó. Còn khi mà vận chuyển đi tầm khoảng 2-3 ngày 3-4 ngày thì cá nó sẽ nhã nhạt hơn nữa, thì bạn về cái full gold này đặc biệt là mình bỏ trong nền đen đem lên nắng quay thì cái màu sắc nó lên rất là đẹp, hoặc là các bạn bỏ nền đen còn bạn bật cái đèn LED để bạn quay thì nó mới lên vàng nha các bạn. Thì full gold cái loại nào thì nó cũng vậy hết trơn, ví dụ các bạn mua loại 10.000 cặp 20.000 cặp mà 100-200.000 cặp thì nó cũng vậy á. Nên màu sắc full gold thì nó thường thường mình nuôi trên nền trắng thì chỉ để dưỡng thôi, còn muốn đẹp thì bạn phải bỏ nền đen đó thì nó mới lên được vàng nha các bạn. Rồi ok, giờ mình sẽ đóng luôn. Thì cái thùng này làm máy thì mỗi bịch là 6 con hết. Rồi 6 x 5 30, với kia 30 trống là tổng cộng đây là 30 cặp sẽ về Quảng Ninh. Đó, đường đi cũng khá xa luôn các bạn, cho nên mình cố gắng mình đóng kỹ nhất có thể ha. Rồi ok.